Ủa sao không được ta? Xin chào tất cả các bạn, mình là Nuti. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về các loại quả và rau củ nha các bạn ơi. Không biết hôm nay chúng ta sẽ học về cái gì đây nè? Để tao thử coi đây. À, cây này là cái gì ta? Có ba cái gì á? Để mình mở ra coi thử. À, hạt đậu. Cái bạn đó nói bạn ấy là hạt đậu á các bạn. Hạt đậu. Các bạn nhảy xuống vui quá kìa. Hạt đậu. Chiên trứng thành ngôi sao nha. Ủa sao không được ta? À, lột lột ra.